biển trời mây nước một màu xanh trong, con sóng lao xao vui bờ cát mặn, trong nắng mênh mang nghe lời biển hát, cát bà yêu thương vương vấn hồn người như cánh hải âu vui cùng biển sóng. Trên những con đường quanh co uốn khúc rừng thông reo vi vu muôn tiếng chim gợi tình, anh qua vườn quốc gia dấu vết xưa Việt cổ, đồng chung trang huyền đi thêm mỗi bước ta đi qua những con đường bên xưa núi nhỏ tuyệt vời non. Gracias.
ra đây là một cái đoàn rất là nhỏ bé của chúng con mới chập chững để chứng ước về thế trong cái lễ mừng lễ của bà Thánh Giuse Ca hôm nay. Tôi xin đại đức cha cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con và chúng ta cũng tiếp tục để cầu nguyện cho cộng đoàn này ngày một lớn mạnh hơn. Một lần chúng ta cùng chặt vào tay để chúc mừng quý cha. Dự ra đây lại được các cha cũng có mấy người bà con giáo dân biết thôi, còn mấy công các bà này chưa biết, nhưng mà chưa được gặp, vừa rồi mới gặp thì cũng rất là nhiệt tình để mời ở lại. Tôi cũng gọi là đáng nhẽ thì không ở lại, nhưng mà cũng chỉ vì nghĩ trong cái tình cảm anh em linh mục đã mời lại như thế, hôm nay có chặt tuệ nữa. Người ở trong Xuân Lộc ra vậy, thế nên là cũng đành phải vâng lời để mà ở lại hôm nay để dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ các bạn chúng ta. Thực ra thì sự khiêm tốn của cha đang quản nhiệm cũng cố gắng để xây dựng, mà cái ý của địa phận rất là mong muốn làm sao quy tụ được tất cả những người con cái Chúa. Mặc dù không ở địa phận Hải Phòng, nhưng mà đây là một nơi gọi là tập trung quy tụ tất cả những con người mà đã được nhận biết tích là tội là con cái Chúa, dù là làm ăn cuộc sống thế nào vân vân, nhưng cũng dành cái thời gian để đến với Chúa. Đấy là một điều mà anh em của chúng tôi rất là phấn khởi, mà chắc chắn rằng là lần này tôi đến đây thì trong cái cơ ngơi của chúng ta đây rồi là vấn đề rồi, nhưng mà trong cái khuôn mặt của mọi người chúng ta người biết người không biết là mới mẻ, nhưng mà dần dần như với dầu loan dần dần đời Chúa rồi cuộc sống đã được tự tin được khơi dậy. Mặc dầu có thể nói rằng là bao năm có thể không để ý đến, nhưng mà cũng nghĩ rằng là ở các mạng này không có một cái điểm mà để mà chúng ta củng cố đức tin bằng chính là khi chúng ta quy tụ để chúng ta được hợp ý cầu nguyện với Chúa, suy tôn vinh Chúa. Vì hôm nay chính vì thế mà hôm nay chúng tôi cũng đến đây trước hết là với vị thánh Giuse Ca, mà không phải địa phận Hải Phòng nhưng mà ở địa phận Thái Bình, đã chết ở địa phận Hải Phòng chúng ta. Ngài đã đổ máu ra tại mảnh đất Hải Dương, mà chính máu của các ngài đã đổ xuống trên mảnh đất Hải Phòng chúng ta, cho nên hạt giống đức tin lời Chúa đã được phát triển. Cho đến ngày nay thì cũng làm điều cảm nhận được một nơi các bà trước đây không có mầm mống di sản đức tin, nhưng đến nay chúng ta đã được như thế này, đấy là tạ ơn Chúa. Và chúng ta hợp ý với nhau cầu nguyện để làm sao cậy nhờ máu của Thánh Giuse Ca đã đổ trên mảnh đất Hải Phòng của chúng ta, với các bà này chúng ta đã nhận Ngài làm quan thầy, xin Ngài cầu bầu trước mặt Chúa để cho mỗi người chúng ta sống được thể hiện được đức tin của chúng ta sống ở cái mảnh đất các bà này. Vì thế tôi cũng xin phép cha kiệm với cha Vang thì đến đây nhiều rồi, tôi với cha Tuệ đây thì cũng là cha Tuệ lần đầu, mà chính lần đầu tôi cũng là những lần làm ở đấy, ở đây còn làm đấy trên kia tôi làm rồi, thì chúng tôi cũng xin có lời chúc mừng là tất cả cha quản nhiệm cũng như các cô anh chị em ở trong đó. Xin cha và con và thánh thần, Chúa anh chị em, anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cười mầu nhiệm thánh.
tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng bảo anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Nhiều nhân chứng anh dũng biết hiến dâng mạng sống
đẻ giống đức tin trổ sinh nhiều hoa trái dồi dào trên gương đất nước Việt Nam chúng con. Xin nhận lời các lãnh truyền cầu, xin cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn luôn can đảm bằng chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa chẳng tha, nhưng đã cho lộc hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chủ cầu cho chúng ta? Ai có thể đáp chúng ta khỏi tình yêu của Kitô? Phải chẳng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bất bớ, gương giáo, nhưng có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị chết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mỗi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma quân quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ lúc, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Kitô Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Vì người nào được cả thế giới mà phải đành mất, mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Dành cho con cái vinh dự được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ đặc biệt hôm nay lúc này ở đây với giáo họ các bạn, và cũng xin cảm ơn quý ông bà anh chị em chắc chắn sẽ sẵn lòng để cho tôi được chia sẻ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ rất đặc biệt của giáo họ chúng ta, thánh lễ mừng kính vị hoàng thầy của giáo họ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng dòng Đa Minh, một vị tử đạo như cha cố quản hạt chủ sự thánh lễ đã ngợi lên, một vị đã đổ máu bình hoa để làm chứng cho Chúa trên mảnh đất của giáo phận Hải Phòng này, và máu của Ngài đã trở thành hạt giống đức tin để khơi lên đức tin nơi tất cả mọi người chúng ta. Mừng lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang,
chúng ta được gợi nhớ tới 117 vị thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta đã long trọng mừng kính cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam hôm 24 tháng 11 vừa rồi. Nhắc đến các thánh tử đạo Việt Nam, chắc chắn trong đầu óc của chúng ta nhớ tới những hình khổ mà các ngài đã phải chịu: lăng trì, bá đao, tùng xẻo, voi giày, vân vân. Tất cả những hình khổ đó, quý vị nghe nói tới hình khổ đó thôi đã đủ để làm chúng ta cảm thấy sợ. Tuy nhiên, cái chính yếu để làm nên một vị tử đạo đó là cái gì? Không, chắc chắn không phải cái chết nào cũng làm nên cái vị tử đạo. Các hình khổ, lăng trì, bá đao, tùng xẻo, voi giày, vân vân, ghê gợn ấy chẳng nữa cũng không làm nên cái vị tử đạo. Cái chính yếu làm nên một vị tử đạo đó là cái lòng yêu mến Chúa. Quả vậy, tử vị đạo như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có lần nói, tử vị đạo đó là một biểu hiện của một tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa. Tử vị đạo, xin nhắc lại, đó là một biểu hiện của một tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa. Và cái ơn gọi tử vị đạo này, nó không phải là cái kết quả của cái nỗ lực cố gắng của con người, nhưng trước tiên đó là một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa. Chúa ban cho một số người chứ không phải tất cả mọi người đều được ơn tử đạo đâu. Vì vậy, ơn tử vị đạo trước tiên là do sáng kiến của Thiên Chúa, là một ơn của Thiên Chúa. Và vị tử đạo sẵn sàng chết vì Chúa, thì cái sự tử vị đạo đó cùng thánh tử đạo là một cái sự đáp lại cái tình yêu của Chúa. Vâng, chúng ta có lý để ca ngợi các vị tử đạo và mừng lễ một vị tử đạo như thánh Giuse cũng như khen quan tịnh chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chắc chắn như đã nói, không phải mọi người được ơn gọi tử vị đạo, nhưng mọi người chúng ta đều được mời gọi lên thánh. Trong tin mừng, trong phúc âm, Giêsu đã từng nói: các con hãy nên trọn lành như cha các con ở trên trời là đứng trọn lành. Chúng ta không được phúc tử đạo như thánh Giuse Nguyễn Di Khang, nhưng chúng ta được mời gọi để nên thánh. Và chúng ta nhớ cốt tủy của việc nên thánh, đó là làm theo ý của Chúa. Làm theo ý của Chúa đó là yêu mến Chúa. Và yêu mến Chúa, làm theo ý Chúa trong từng ngày sống thì đang biến chúng ta trở thành những vị tử đạo. Rõ để chúng ta thấy, Đức Mẹ không bị chém đầu, Đức Mẹ không bị xử tùng xẻo, bá đao, voi giày, vân vân, nhưng Đức Mẹ vẫn được tôn nhận là nữ vương các thánh tử vị đạo, nữ hoàng của các thánh tử vị đạo. Vì sao? Vì Đức Mẹ cả một cuộc đời đã làm theo ý của Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sự thần truyền. Và Đức Mẹ đã làm theo cái lời hứa đó, lời xin vâng đó cho đến đỉnh đồi thập giá khi ấm sát của Chúa. Vâng, Đức Mẹ trọn đời làm theo ý Chúa, chứng tỏ lòng yêu mến tuyệt vời dành cho Thiên Chúa. Cho nên Đức Mẹ được gọi là nữ vương các thánh tử vị đạo. Chúng ta ngày hôm nay không còn bị bách hại nào, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi để nên thánh. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội, trong một thời đại mà ở mọi nơi đều bị ảnh hưởng, đó là cái chủ nghĩa ích kỷ và cá nhân. Người ta chỉ lo cho cá nhân của mình thôi, ít khi biết đến người khác. Người ta chỉ lo cái lo cho chính mình thôi. Và trong cái bầu khí mà ích kỷ cá nhân như vậy, chúng ta thấy mình rất có nguy cơ lạc xa ơn gọi nên thánh. Hôm nay mừng lễ thánh Giuse cũng như khen quan thể của chúng ta tự đạo, chúng ta được mời gọi lại để hôm lại cái ơn gọi nên thánh của chúng ta. Chúng ta được thúc đẩy để làm theo ý của Chúa, làm theo ý của Chúa, sống trong tình yêu của Chúa, sống trong cái lòng yêu mình tha nhân. Đó là chúng ta đang trở thành những vị tử đạo, chúng ta đang trở thành những vị thánh. Chúa, chúng ta đến đây làm việc thờ phụng Chúa. Như có trong kinh kỳ tụng chương số 4 đã nói, việc chúng ta ca tụng Chúa không thêm gì cho Chúa cả, bởi vì Chúa đầy đủ rồi. Nhưng việc chúng ta ca tụng Chúa đem lại ơn ích cho chúng ta. Chúng ta đến đây để làm việc thờ phụng Chúa, để nói lên chúng ta lòng chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa. Như chúng ta vừa nghe ở trong bài đọc hay, Thiên Chúa không tiếc xót gì với chúng ta. Đến như con một của Ngài mà Chúa cũng có Chúa Cha cũng không tiếc với chúng ta, mà đã phó độ người con đó vì chúng ta.
thì không có lẽ nào chúng lại không ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúng ta cảm nhận về tình yêu đầy lòng thương xót của chúng cha chúng ta, cho nên chúng ta đến đây để tham dự thánh lễ này, để làm việc vợ của Chúa. Và mỗi một thánh lễ chúng ta cử ngày và chúng ta tham dự như vậy, chúng ta là ca ngợi tôn vinh cái sự hy sinh của Chúa Giêsu, cụ thể là ở nơi đồi đồi Ca-ta-ma-nhô. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đó là cái nơi để làm phát sinh các vị tử nạn. Vâng, đồi Ca-ta-ma-nhô với thập giá của Chúa, cái chết của Chúa đó là nơi làm nên các vị tử nạn. Bởi vì nơi đó đã nghiệm đúng lời Chúa Giêsu nói, nếu là lúa mì vừa xuống đất không chết đi thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi nó sẽ sinh nhiều vô hạn. Chúa Giêsu tại hôm nay chúng ta đến đây vì lòng yêu mến Chúa để dâng lễ, để ca ngợi lòng thương xót thể hiện nơi cái tập giá Chúa Giêsu đó. Vâng, mỗi khi chúng ta nghe đọc lời truyền phép nay là mình thầy, nay là máu thầy, chúng ta thấy ý nghĩa lắm. Mình thầy là gì? Thưa mình thầy nó làm nên bởi bánh miếng. Máu thầy làm nên bởi cái gì? Thưa bởi lòng nhau. Mỗi lần chúng ta dự lễ, chúng ta ca ngợi lòng thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta nghe đọc lời nay là mình thầy, này là máu thầy, chúng ta nhớ tới cái mầu nhiệm sáng tạo. Và mỗi một thánh lễ chúng ta dâng như vậy, chúng ta dựng như vậy, chúng ta thấy đọc lời truyền phép, nghe lời truyền phép, chúng ta nhớ nâng tất cả tạo vật này lên. Mọi công trình vất vả chúng ta, công ăn việc làm chúng ta, tượng trưng trong bánh miếng và đồ nho, được Chúa Giêsu biến đổi lên vinh máu của Ngài. Ý nghĩa lắm, hay lắm, chúng ta cần phải tập trung lại để mà tham dự. Rồi nữa, nghe lời đọc lời truyền phép chúng ta thấy gì nữa? Mình thầy bị nọ vì các con, máu thầy đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Chúng ta nhớ lại mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm cứu độ. Chúng ta ca ngợi lòng thương xót của Chúa Giêsu. Rồi nữa chúng ta thấy gì? Máu thầy là máu của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Chúng ta lại nhớ đến mầu nhiệm giao ước, mầu nhiệm sáng tạo, mầu nhiệm cứu độ, mầu nhiệm giao ước. Và đặc biệt đến thầy là nhớ đến gì? Thưa nhớ đến thầy là nhớ đến cha thầy, đấng đã không dung tha chính con mình, như chúng ta nghe ở trong bài đọc một và bài đọc hai đó. Và nhớ đến thầy là nhớ đến chính thầy là Chúa Giêsu, như đấng đã từng nói: không ai có quyền lấy mạng sống tôi đi được, chính tôi hy sinh mạng sống này và tôi có quyền lấy lại. Và nhớ đến thầy cũng nhà lớn đến Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa đã thúc đẩy Chúa Giêsu hiến mình trên thập giá. Và vì vậy chúng ta thấy mỗi một thánh lễ chúng ta tham dự nó ý nghĩa hay lắm. Cái lời truyền phép nó gói ghém tất cả mầu nhiệm sáng tạo, mầu nhiệm giao ước, mầu nhiệm cứu độ và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôn. Và đặc biệt tham dự thánh lễ là một dịp để chúng ta biểu lộ lòng chúng ta yêu mến Chúa, và chúng ta càng yêu mến Chúa, làm theo ý Chúa như vậy, ca ngợi lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta lại càng ích lợi cho chính mình. Rồi nữa, mừng lễ thánh tử đạo này chúng ta được mời gọi để mà yêu mến nhau. Mến nhau, yêu nhau đó là làm sự lành cho nhau. Làm sự lành cho nhau bắt đầu từ ngay trong gia đình của mình. Người chồng làm sự lành cho vợ của mình, người vợ làm sự lành cho người chồng, người cha mẹ làm vợ việc lành cho con cái. Một người chồng nói rằng anh yêu em, nói với vợ như vậy, nhưng mà đâu một chút, một cái trái ý trong hệ sống của vợ làm cho mình là mình nóng tính, mình mà bản khắc, hoặc là mình chửi vợ, hoặc thậm chí đánh vợ, thì chắc chắn những cái lời bản khắc hoặc là không có, hoặc là đánh đập vợ, nó chắc chắn nó không phải là điều này. Không người vợ nào muốn cái chuyện đó. Vợ là nếu một người chồng mà cứ làm cái điều đó cho vợ thì như vậy không phải là yêu vợ. Ngược lại, một người vợ lúc nào cũng đay nghiến, cũng nhiều lời với chồng, thì chắc chắn không ông chồng nào muốn cái chuyện vợ cũng đay nghiến. Bởi vì sự đay nghiến của người vợ dành cho người chồng nó không phải là sự lành. Mà nếu không là sự lành mà người vợ cứ làm cho người chồng như vậy thì chắc chắn nó không phải là yêu. Cha mẹ cũng vậy, cha mẹ mà không hy sinh cho con cái, luôn luôn chỉ ích kỷ thì lo cho mình thôi, không có biết hy sinh cho con cái, thì cha mẹ đó cũng không phải làm sự lành cho con cái. Mà không làm sự lành cho con cái như vậy không phải yêu con cái. Những người con cũng vậy, luôn luôn cãi lời cha mẹ, không có lời cha mẹ như vậy thì cũng không phải là cái sự lành. Sự bất tuân lệnh của cha mẹ mà con cái làm cho cha mẹ chắc chắn làm cha mẹ buồn. Và những sự bất tuân thục như vậy đó là không phải là sự lành. Mà con cái cứ làm như vậy thì con cái cũng không phải là yêu cha mẹ. Mà không yêu nhau như vậy giữa gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau, mà không yêu nhau như vậy, không làm sự này cho nhau như vậy, thì rõ ràng chúng ta đang tự đặt mình vào một cái tình trạng nguy hiểm,
không biến mình trở thành những vị thánh. Ra khỏi gia đình, sống giữa hạt tròn xoắn láng giềng với nhau mà không có sống đức công bình bác ái, không làm sự thành cho nhau, luôn luôn cãi cọ và gây gổ với nhau hoặc là làm bất lòng nhau, thì chắc chắn đó cũng không phải là sự lành và không phải là yêu người. Không yêu người như vậy thì cũng không phải là đang biến mình trở thành những vị thánh. Vâng, hôm nay chúng ta được mời gọi để nhớ lại ơn gọi lên thánh. Như đã nói, chúng ta không có điều kiện để trở thành các vị tử đạo như thánh An, du xe muốn gì khác, nhưng chúng ta vẫn có một cái điều căn bản, đó là sống từng ngày sống, làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Chúa, tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa ở trong chính Chúa, và làm mọi việc lành cho nhau, bắt đầu từ trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái với nhau. Đó là chúng ta đang thực hiện mến Chúa yêu người, điều căn bản để biến chúng ta trở thành những vị thánh và thậm chí là thánh tử đạo. Xin Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang quan thể của chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng ta, và với tất cả những tâm tình đó, chúng ta thu tâm trí lại để tham dự thánh lễ hôm nay một cách ý thức sâu sắc hơn. Chúng ta nhớ đến lời truyền phép, nhớ đến các mẫu điện chúng ta cử hành. Các thánh tử đạo Việt Nam đã đứng vững tại hiện trường tin tưởng và yêu mến Chúa, trung thành với tổ quốc và giáo hội, sống trọn vẹn niềm tin đã ấy nhận với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin. Chúng ta cùng nhau dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình. Bằng các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và đã hy sinh hiến dâng mạng sống để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình. Chúng ta hiện lời cầu xin
của chúng con, xin cũng thương chấp nhận lễ tế mà tiến thân đây và làm cho chúng con trở nên vui đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thời đại trị. Cha ban ơn trợ giúp, chúng con muốn vòng tròn cứu núi đã trở nên can đảm phi thường chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ. Cha biểu lộ cho mọi người chúng con thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần tiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa xin ban cho những người đã chết như con Chúa thì cũng
sống lại như người. Xin Chúa cùng như nên anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các thần tiên của chúng con đã đi thần trong tình thương của Chúa. Xin cho nên thấy được vào gương ánh sáng ngôi nhà Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được vào con sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, thánh Du Xe Bình Di Kha và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta giao nguyện. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng nói với tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thank you.
Chúa toàn năng hàng hiệu, chúng con vừa lấy nhận mình và máu thánh Đức Kitô con Chúa để mừng lễ từ đạo tại Việt Nam, đặc biệt với thánh Giuse Mitrikan. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng, chưa bao thử thách cuộc đời để mai sau cùng các ngài chung được phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong kinh Quy Cha, một thánh lễ rất đơn sơ, không kèn không trống, nhưng thực sự cảm nhận một sự xuất sáng đặc biệt với một cộng đoàn giáo hội nhỏ bé của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha quản hà hôm nay đã nhẹ nhàng về phải công việc của giáo xứ, nhưng ở lại chủ thế thánh lễ cũng là một từ đạo. Và xin cảm ơn cha giáo, mặc dù những ngày này ngày mai là phải lên lớp giúp cho các cha, nên có nhã ý là đã đến để thăm các cộng đoàn nhỏ bé, không biết là giáo phận cho lòng để có cái nhà thờ to nhất thế giới như thế này không. Cha chức trọng cầu nguyện cho chúng con. Cảm ơn cha phó và thầy cho con thấy ra sáng, cũng như là anh chị em, anh em trong cái nhóm truyền thông của giáo phận ngày hôm nay cũng ra đây một thánh lễ đặc biệt. Giáo dân thì ít, các cha thì nhiều, mà các phó nháy cũng rất là nhiều, nhiều hơn cả giáo dân. Xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị ông bà anh chị em trong một bầu khí rất là thánh thiêng. Anh Hải cũng là một cái người Canada về rất là yêu mến các bà, không biết là thích mực hay là thích cá song cái gì, nhưng mà rất là yêu mến các bà. Và cũng cảm ơn anh đã cộng tác với chúng tôi. Trưa hôm nay cũng nói là có giúp cho một số cái ghế. Xin cộng đoàn chúng ta một tràng vỗ tay cảm ơn. Cảm ơn ông chùm giáo sứ, rồi ông chúng đại diện cho đội thợ ngày mai bắt đầu cái công việc, chúng ta sửa sang một chút để chuẩn bị một lễ Noel. Và cũng xin thông báo là chúng ta sẽ có thánh lễ Giáng sinh vào ngày 22 thứ năm, ngày 22 tháng 12, không phải là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đâu, mà ngày Chúa Giáng sinh, Chúa sinh non tại đó xứ đó họ các bà của chúng ta. Và một lần nữa chúng con xin cảm ơn các cha cầu nguyện cho chúng con, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Và một lần nữa xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho giáo họ. Đáng nhẽ ra thì cũng định nhắc ngài, nhưng mà ngài thông minh lắm, cho nên là không muốn nhắc, nhưng mà ngài cũng nói rồi. Sự thực ra thì như vừa rồi ngài giới thiệu cho anh Phaolô Hải, có phải con tên là Phaolô nhỉ? À đúng rồi, không phải là Phêrô. Anh cũng là một người rất là gần gũi chỗ gia đình bà chị, cũng như anh em của bà chị em ở bên Canada, cho nên là tôi cũng biết anh ấy trong một cái dịp nào đó cách đây mấy năm, cho nên rằng là hôm nay anh ấy ra đây thì hôm qua tôi cũng hẹn là tôi ra đây là chiều tôi về, nhưng mà như cha mang vừa nói ghé tai tôi bảo cám dỗ mãi mới được ở lại. Ngày cám dỗ tôi đấy chứ, thế tôi phải cái là chiều phải ngã lòng chứ, chịu sao trước cám dỗ lại ở lại đấy, chứ còn xứng là tôi chiều nay là tôi về. Rồi anh em đây cũng nói là không hiểu làm sao phong tỏa mức độ hay là không có tàu về nữa, nghĩa là để bắt buộc phải ở lại. Thế nhưng mà sự thực ra thì đúng buổi trưa hôm nay thì tôi cũng có một cái điều tâm niệm, quả thật là tôi cũng mà sự đồng sự mà Chúa an bài để mà anh Hải cũng có một tâm tình để công tác như cha Kiệt vừa nói, với cái số ghế sẵn có rồi, thế là anh sẽ hoàn toàn công đức cái số ghế đó. Và cũng may mà nó cái ghế đó là tôi để đóng, tôi đóng nó lại thừa dư may là ông chánh tự này, ông ấy bảo là cha để cho các bà, nhưng mà sự thực ra thì cũng để cho các bà, nhưng mà cũng là một ý Chúa mà tôi đóng 80 cái, thế mà cuối cùng tôi dùng được 70 cái thôi. Thì có nói chắc Kiện hỏi mà tại sao cái dây đóng lại thừa như vậy,
mà quả thật đúng rồi đóng thì tính ra tôi cũng gặp nữa, thế là bắt tay bắt chân rồi, bắt tay thôi chứ không bắt chân, là đã đồng ý là anh Hải sẽ giúp chúng ta cái kinh phí về cái ghế ở đây. Trong mấy ngày nữa thì ông Chánh Tự sẽ mang ghế ra để chúng ta có ghế ngồi chứ không phải ngồi thế này nữa. Nhưng mà đấy cũng là một điều mừng cho dịp này, và cũng sự mà Chúa an bài rồi Thánh Giuse Nguyễn Di Gioan quan thầy của giáo họ Cát Bà chúng ta cũng đã run rủi đã có sự an bài xếp sắp để cho giáo họ chúng ta cũng có một cái số ghế để mà ngồi. Thế như thế là chúng ta lúc nãy chàng Hải cùng chàng Kiện đã nói là vỗ tay rồi, tôi cũng xin cho mọi người vỗ tay một trận nữa. Con nên chẳng được chẳng vỗ tay nào đâu. Và con gây kiến là cha cố thay dùng cái mic nhà các bà ai dùng cái mic như này cha cố nhá. Công đoàn một tràng vỗ tay ạ. Vâng. Con khó khăn này chắc là các đấng thường xót đấy cho con. Và cũng xin cảm ơn bà chỉ và tất cả quý vị vừa qua thì tôi cũng nghe thấy cũng đã trong năm vừa qua cũng năm nay Chúa thương cũng làm ăn cũng nhất một tí, cho nên cũng cộng tác dịp này để chúng ta sửa chữa. Thì điều đó là một cái điều mà chúng ta quy tụ rất là đặc biệt. Và xin một tràng vỗ tay nữa, đứng lâu quá rồi. Cha Vang nói là anh Hải thì lo vấn đề ghế rồi, còn cố thì giúp chúng con bộ âm thanh. Bố không, bố cứ đồng ý đi thì con cộng tác đâu gì đâu mà. Bạn em quá, bạn em này không biết có thành công không, có thành không mà như cha giáo vậy, có thành không? Nhưng mà trong sự tự do tôi không biết được. Bây giờ đang bị bắt em làm sao mà tự do được? Nhưng mà thôi, tất cả mọi cái là Chúa an bài cả thôi. Chúng ta luôn luôn cũng xin thưa với các cha để Phật Hải Phòng cũng biết. Quả thật là tôi xây cái nhà thờ Thứ Trung ấy, phải nói rằng là một điều phải nói là có ơn Chúa chứ. Nếu không có Chúa thì không làm nổi. Mà tôi làm nhà thờ Trung như thế rồi, mà làm cả cái nhà thờ Cửu Sơn nữa. Thì trong ngày 27 tháng 7 này, à tháng 12 này, thì sẽ khánh thành nhà thờ Cửu Sơn nữa. Cho nên là mọi sự cũng phó thác ở đây Chúa. Cũng như hôm nay chẳng hạn, thực ra phải nói rằng ai nghĩ đến cái ghế ở đây đâu. Nhưng mà có một người ta sẵn sàng ấy, thì rất vui vẻ, thế là tự do. Đấy như đây cha giáo bảo là nếu tự do là tốt rồi, đấy cũng tự do. Thank you.
chơi 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 Thank you.